niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Bí thư Đảng ủy sẽ song ca cùng với ca sĩ Minh Tuấn bài hát Đượ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Về dự buổi tọa đàm ngày hôm nay, cho phép tôi cùng với anh Tuấn xin gửi tới các quý vị một ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Tôi hát hôm nay các quý vị đại biểu thông cảm nhé. Thank you.
đứng vào đi. Đứng vào đấy luôn chị ơi. Rồi mình đứng bên cạnh chị Yến luôn. Nào cả nhà nhìn nhá, 1 2